Lâm Tâm Như bị bóc phốt mua bằng thạc sĩ vì chưa từng học đại học. Cách đây không lâu, Lâm Tâm Như đã chia sẻ niềm vui với fan hâm mộ sau khi chính thức tốt nghiệp với tấm bằng thạc sĩ ngành quản trị truyền thông của Đại học Thế Tân, Đài Loan, Trung Quốc. Cụ thể, do ảnh hưởng của dịch bệnh, Đại học Thế Tân đã tổ chức lễ tốt nghiệp trực tuyến cho các học viên cao học. Lâm Tâm Như là một trong những học viên được tốt nghiệp trong đợt này. Một ngày trước khi sự kiện diễn ra, nhà trường đã gửi lễ phục cho bà mẹ một con để cô mặc trong dịp quan trọng này và chụp ảnh kỷ niệm. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên 45 tuổi cho biết cô rất vui khi có cơ hội theo đuổi chương trình học bổ ích. Tuy nhiên, tình hình dịch Covid-19 trong năm vừa qua đã gây ra nhiều bất tiện. Người đẹp viết trên Instagram, ngay cả khi lễ tốt nghiệp diễn ra trực tuyến, tôi vẫn rất vui vì cuối cùng cũng có thể tốt nghiệp. Cảm ơn Thế Tân, cảm ơn những người thầy, người bạn đã gắn bó suốt 2 năm học tập vừa qua. Loạt ảnh mỹ nhân Hoàng Châu Cách Cách mặc đồ tốt nghiệp cũng được chia sẻ rầm rộ. Bà xã Hoắc Kiến Hoa được khen ngợi hết lời vì vẻ ngoài rạng rỡ tươi tắn. Thậm chí dân mạng bình luận rằng trong minh tinh 45 tuổi trẻ trung chẳng khác nào những nữ sinh vừa tốt nghiệp đại học. Trong khi đó, nhiều người bất ngờ khi mỹ nhân xứ Đài hoàn thành chương trình thạc sĩ dù lịch trình bận rộn. Hồi tháng 9 năm 2019, Lâm Tâm Như đã đăng bức ảnh thẻ học viên tiết lộ mình đang học thạc sĩ tại Đại học Thế Tân của Đài Loan. Được biết, cô theo đuổi chuyên ngành quản trị truyền thông, đến lớp 2 ngày một tuần để đảm bảo vừa học vừa làm. Người đẹp 7X từng chia sẻ cô tìm được niềm vui khi được trở lại làm sinh viên, tiếp thu thêm nhiều kiến thức. Tốt nghiệp thạc sĩ ở tuổi 45, Lâm Tâm Như nhận được nhiều lời chúc mừng từ phía cư dân mạng. Tuy nhiên, một bộ phận netizen cho rằng nữ diễn viên Hoàng Châu Cách Cách đang muốn cải thiện hình ảnh của mình trong lòng công chúng nên đã mua hot search để tạo dựng hình tượng ham học. Bên cạnh đó, Lâm Tâm Như cũng bị khui lại chuyện chỉ mới tốt nghiệp cấp 3. Thực tế, cô chưa từng học đại học và lấy bằng cử nhân thì làm sao có khả năng trực tiếp lấy bằng thạc sĩ chứ? Đồng thời, bà xã Hoắc Kiến Hoa cũng khiến netizen phải đặt câu hỏi bởi trong một show truyền hình, cô thậm chí còn không biết sử dụng PPT, ứng dụng trình chiếu. Điều này chứng tỏ trình độ chỉ ở mức trung bình nên rất khó để có thể dễ dàng lấy được tấm bằng thạc sĩ. Tuy nhiên, nhiều fan hâm mộ vẫn bênh vực thần tượng và cho rằng có lẽ Lâm Tâm Như đã bí mật học đại học mà mọi người không biết. Hiện nữ diễn viên vẫn chưa trả lời truyền thông về lùm xùm này. Bên cạnh đó, hôn nhân của Lâm Tâm Như cũng đang bị đồn đoán và gặp rất nhiều trục trặc. Hoắc Kiến Hoa được cho là tính tình ngày càng khó hiểu, thậm chí còn thượng cẳng chân hạ cẳng tay với vợ. Về phần nàng Hạ Tử Vi, do quá yêu chồng và thiếu cảm giác an toàn trong hôn nhân nên quản Hoắc Kiến Hoa rất chặt. Điều này khiến nam tài tử vốn đang thất nghiệp cảm thấy càng ngột ngạt, dẫn đến không khí gia đình lúc nào cũng căng thẳng. Trong khi bạn bè thân thiết ngày càng phát triển mạnh mẽ thì sự nghiệp của tài tử Hoa Thiên Cốt tụt dốc không phanh, gặp vấn đề về tài nguyên và người quản lý cũng từ chức. Không giống với nhiều gia đình khác, sau khi cô con gái cá heo nhỏ ra đời thì Hoắc Kiến Hoa gần như chẳng còn mặn mà gì với làng giải trí nữa. Anh dừng hết mọi công việc để chăm con, còn Lâm Tâm Như thì ra ngoài làm việc kiếm tiền. Thời điểm hiện tại, Hoắc Kiến Hoa rất khó để quay lại làng giải trí, nhất là khi thế hệ trẻ trong 2 năm qua vươn lên mạnh mẽ và đã hoàn toàn vượt mặt ngôi sao 42 tuổi. Có thể thấy sau khi kết hôn với Hoắc Kiến Hoa vào năm 2015 thì sự nghiệp của Lâm Tâm Như tụt dốc nhanh chóng và không còn là ngôi sao được săn đón như trước nữa. Những tai tiếng về cuộc sống hôn nhân và khúc mắc với đồng nghiệp đã khiến hình ảnh của Lâm Tâm Như xấu đi trông thấy, công chúng cũng dần mất thiện cảm với cô. Đối với những động thái của Lâm Tâm Như, không lạ gì khi cư dân mạng tỏ ra nghi ngờ. Tuy nhiên, hình ảnh chưa được cải thiện thì cô lại tiếp tục phải đón nhận những lời chế giễu từ mọi người.